bắt đầu một ngày mới của ông chú người Nhật 40 tuổi độc thân đang cách ly tại nhà. Sáng rồi. Dậy nhanh nào. Chào Cún Trưng. Buồn quá đi. Chào buổi sáng nhà Cún Công. Chú Cún này là Park đó. Đáng yêu lắm luôn. Cảnh đẹp chứ ạ. Mình đã chạy sẵn thảm yoga ở sàn để có thể tập thể dục bất kỳ lúc nào. Sau đó xem kênh YouTube dạy cách giãn cơ và làm theo thôi. Nhìn trông cưng quá, phải không? Tập thể dục xong rồi, từ bây giờ đi tắm. Vào bồn tắm ngâm cho tình người. Phòng làm việc không có điều hòa nên đành dùng đỗ quạt điện vậy. Bắt đầu làm việc nào. Check mail, liên hệ với khách hàng, làm báo cáo, vân vân. Buổi sáng là lúc làm việc hiệu quả nhất nên mình làm rất nghiêm túc luôn. Làm việc ở nhà không cần phải mặc vest, thoải mái nhé. Mình cũng chẳng nói chuyện với ai luôn. Thật sự đúng chắc ông chú người Nhật 40 tuổi độc thân đang cách ly ở nhà. Nấu cơm chưa thôi, không có nhắc chút nào nên ăn sáng luôn nhờ. Vì sợ béo nên mình thường bỏ bữa sáng. Lúc nào cũng nói tích nấu ăn. Các bạn tự chờ xem mình nấu món gì nhé. Cái gì đấy? Đây là ngũ cốc. Đầu tiên cho ngũ cốc vào bát này. Đây là cái này hắc màu vối ngũ cốc vừa nãy nhỉ. Để cho đủ dinh dưỡng, mình thường chọn hai loại ngũ cốc vào với nhau. Rồi, sau nửa tha. Sau đó lấy túi protein. Rồi, cho protein vào bát. Cũng biết cân nhắc chuyện dinh dưỡng lắm chứ.
và cho thêm sữa tươi vào nữa. Khuấy đều lên. Muốn mà mình chăm đắc xong rồi này. Mỗi như này thôi à? Hình như chỉ có mỗi món này thật. いただきます. Đã nhắc bản thân là phải ăn rau rồi. Nhưng mà thôi, chỉ cần ngon là được. Rồi, đến giờ nghỉ trưa rồi. Ngủ ngon nhá. Bây giờ sẽ là giờ làm chiều. Trước khi bắt đầu, có nên vận động chút không nhỉ? Cái gì? Bây giờ là... Thôi, chuyển đến phần tiếp theo luôn nào. Giờ làm việc buổi chiều bắt đầu. Trong tập trung ghế ta. Giải lao chút xíu nào. Làm ly cà phê cho tỉnh táo. Gơ vải của Trung Nguyên đó. Cười cười, cái gì đấy? Cười một mình cho sợ, chết đi được. Cho nước nóng vào. Không nón như vậy mà uống cà phê nón được hay nhờ. À, khoan, cho sữa lại vào rồi mới uống. Cho ngô phết nhờ. Làm việc như thanh niên nghiêm túc luôn. Bắt đầu mệt rồi nhỉ? Bụng cũng đói nữa. Nấu ăn thôi nhờ. Gì vậy trời? Vừa tối là hào hào à? Ăn uống kiểu này thì độc thân là phải rồi. Sao mà khó xe quá ta?
cho nước nóng vào. Thế này, làm gì có dinh dưỡng? Chờ 3 phút. いただきます。おい、兄ちゃん、タッチュー。みんくって、ぶわあんぶわせん、YouTube、ルオン。ちょん問題。Ăn xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn. Gostou so much. Ôi, lại đi đâu đấy? Đây là đi giặt quần áo nè. Tự nấu ăn và giặt giữ hết luôn, cũng vặt và làm chứ. Cảnh buổi tối đẹp quá. Ok. Cái gì thế? Lại làm tiếp nữa hả? Làm cái gì nữa vậy trời? Một ngày chỉ toàn ngồi trước máy tính không à? Có ai thương tôi không? Đến giờ này cũng không điện thoại cho ai, cũng không có nói chuyện với ai luôn. Trước khi đi ngủ, tranh thủ tập tạ chút. Tập thể dục xong nên đi tắm. Sau đấy là vào bồn tắm thư giãn. Làm gì đấy? Chắc tại ôn chữ này già rồi nên phải chăm sóc da mặt kỹ hơn. Vậy là đã kết thúc một ngày dài rồi đó. Mình cũng thích đọc sách và mày đọc sách trước khi đi ngủ nữa. Một ngày bắt vả quá đi. Chúc mọi người ngủ ngon. Oyasumi.最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。またねー。